Nam thanh niên đứng trước nguy cơ ngồi tù vì khắc tên bạn gái lên đấu trường La Mã. Một người đàn ông tên Ivan Dimitrov có thể phải ngồi tù 2 đến 5 năm, nộp phạt đến 15.000 euro, gần 390 triệu đồng khi đã khắc tên mình và bạn gái lên đấu trường La Mã. Được biết, anh Ivan Dimitrov, 27 tuổi, gốc Bulgari, hiện đang sống tại Bristol, Anh, là huấn luyện viên thể hình và nhân viên giao hàng. Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh anh Ivan Dimitrov dùng chìa khóa khắc dòng chữ Ivan cộng Haley 23 lên tường của đấu trường La Mã đã được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận chỉ trích, lên án. Khi bị triệu tập về hành vi phá hoại này, anh Dimitrov đã bày tỏ sự hối hận về việc đã làm và liên tục xin lỗi. Tuy nhiên, thiếu tá Roberto Martina thuộc đội cảnh binh cho rằng điều này xuất phát từ nỗi lo khi biết hành động của mình có thể bị phạt tù 2 đến 5 năm, cùng khoản tiền nộp phạt lên đến 15.000 euro. Theo ông Gennaro Sangiulia, Bộ trưởng Văn hóa Italy, hành động hủy hoại công trình lịch sử đã xúc phạm mọi người trên thế giới, những người đề cao giá trị của khảo cổ học, di tích và lịch sử. Ngoài ra, ông cũng cho rằng hành vi này là dấu hiệu của sự bất lịch sự và hy vọng pháp luật sẽ thực thi nghiêm minh để những kẻ gây thiệt hại phải trả giá.